Anh em, đây là mồi dưa trộn để combo Tết cho anh em nhé. Hôm bữa tôi định tôi bảo là thôi từ giờ Tết không trộn nữa nhưng mà loanh quanh quên mất. Mấy anh em nhắc mới nhớ. 20 cân combo cho anh em. Giống năm ngoái. Đấy. Giờ tôi chỉ trộn đảo hết đồ lên là ok. Combo có những cái gì thì những cái video combo năm ngoái thì tôi đã hủy tôi đã xóa sau khi gửi hết hàng. Và anh em là có 10 thùng combo tất cả nhá. Cũng như năm ngoái mỗi năm có 10 thùng thôi. Và như năm ngoái thì tôi có nói là nếu mà năm nay mà tôi tiếp tục làm thì tôi sẽ làm combo. Và nếu mà năm sau tôi tiếp tục làm thì đến Tết thì tôi cũng sẽ làm. Và nếu mà năm sau mà tôi không làm nữa thì thôi. Ok anh em. Và cái combo này có những cái gì thì tôi sẽ nói sau với anh em, chắc chắn là vẫn nhiều anh em còn nhớ. Ở đây là nó có gồm 20 bộ lăng xê và 2 cân mồi và phun công thức câu lăng xê. Ok anh em, giờ tôi đóng hàng, giờ tôi đảo đều lên. Đây, tất cả các thứ xay hết rồi, xay nhỏ hết rồi, giờ tôi đảo đều lên và đóng gói anh em. Vâng anh Ok, em. đây tôi vừa đóng hàng xong này, đây trộn xong rồi đóng rồi, chân tay nhớ chét. Đây bây giờ thì nó còn đây, rất nhiều này. Cái này để làm combo. Và chỗ thừa này thì tôi sẽ cất đi để tôi câu. Đấy, chỗ này nó không đủ 1 cân anh em ạ. Tí này thôi là đi được câu được một buổi vét nhà rồi. Đây là cái một hộp mà thừa thừa này mà để ra tôi phải câu được khéo cả đến nửa năm, bởi vì tôi dạo này ít đi câu mà anh em. Đây ok anh em, khoản mồi là tạm ổn rồi. Giờ tôi sẽ bố trí lăng xê nữa và đóng hàng thì tôi sẽ quay anh em xem. Bây giờ chỉ việc cột chun mà thôi. Ok anh em. Giờ tôi sẽ cột chun như này này và 3 lớp ni lông. Đó. 3 lần cột như này, bọc trong một túi. Sau đấy thì tôi đóng hàng tôi gửi anh em. Ok anh em. Lúc đóng hàng combo thì tôi sẽ giới thiệu có thêm những cái gì. Ok anh em. Ok, đóng gói xong rồi anh em nhá. Tất cả không phải là loanh quanh như tôi trộn này thành đến 29 cân cơ. Nghĩa là combo ở đây chỉ có 20 cân thôi và còn 9 cân nên là anh em nào trước dùng rồi. Ok thì bảo hết mồi rồi thì bảo tôi gửi cho. Ok anh em. Đây này đóng combo là gần hết rồi. Em đây trời Hà Nội rất chi là mưa này, anh em nhìn này. Đấy, trời Hà Nội nó mưa và rét rất chi là lâu rồi, nên là muốn đi câu cũng không được. Nên là hôm qua đến hôm nay là 1 ngày rưỡi thì tôi ở nhà tôi làm một gói combo đã. Đến thời điểm hiện tại thì gần xong rồi. Và cái gói combo của tôi thì có như tôi nói với anh em đấy. Như năm ngoái thì những cái video mà combo của năm ngoái thì tôi đã xóa đi rồi, nên là có thể nhiều anh em chưa biết. Cái gói combo thì nó có cái video đấy thôi, video tôi hướng dẫn phun trộn mồi. Cái video này, cái công thức nó trị giá là 1 triệu khi mà tôi bán cho anh em. Đợt trước có nhiều anh em đến đây mua đấy, thì là tôi để cho giá 1 triệu để anh em câu mang về trộn mồi và đi câu. Khi mà bây giờ thì Tết rồi thì tôi sẽ combo cho anh em là lấy đồ
và tôi tặng theo một cái video DVD này hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn trộn full. Ok anh em. Vâng, chào anh em, tôi xin trộn mồi xong rồi. Hôm nay là chiều ngày mùng 9, 1 giờ chiều mùng 9 rồi. Tất cả các thứ thì mồi thì tôi đã làm xong rồi, còn thì lăng xê thì vẫn còn đang thiếu. Đây thì ở trong cái gói combo ấy, cũng như năm ngoái thì năm nay cũng chỉ có 10 đơn hàng thôi. Đến hộp thứ 10 thì tôi sẽ dừng lại, và có muốn gửi nữa thì cũng không còn đồ. Bởi vì tất cả những đồ là tôi làm là hiện tại là bây giờ vẫn còn đang thiếu, tôi mới chỉ đóng được đến hộp thứ tư thôi thì đã bị thiếu đồ. Thì tôi đang cố gắng để phục vụ anh em cho đến hết đây. Ví dụ đây là cái bài mà đã bị khóa này. Bài này thì đã bị khóa nên lý do khóa thì anh em có thể xem ở bên dưới cái video này. Bên dưới cái video này đó là cái video này. Chào tất cả các anh em. Rồi ok anh em. Thì tất cả chỉ có đúng 10 gói hàng thôi. Thì cái bài mồi hướng dẫn lăng xê đấy thì nó là cái bài mồi đấy thì tôi đã khóa lại, và đây là cái công thức mà tôi tặng theo anh em 10 anh em, cũng như năm ngoái cũng như là 10 anh em năm nay, và mỗi một năm chỉ có một lần và có duy nhất 10 đơn hàng. Và trong cái lần này thì tôi hướng dẫn tỉ mỉ để anh em trộn số lượng nhiều để đi câu, nó gói gọn trong một cái video này. Thì tôi xin lỗi anh em là cái video này tôi có ghi cái bản quyền của tôi, video này thuộc bản quyền của Thính Câu Lục và số điện thoại ở đây của tôi. Tôi đây, hết từ đầu đến cuối đây, nó cái chữ nó sẽ chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối. Ok nha. Và khi mà tôi khi mà chuyển hàng đi thì sẽ có như thế này. Ok anh em, đây thì đây tôi mới đóng được 3 thùng này. Thì hiện tại là đã hai anh em hai em mất 2 thùng rồi, thì còn 8 thùng. Tôi không biết là liệu tôi có thể làm đủ được hết 8 thùng không. Thì tôi hy vọng là tôi sẽ làm được hết. Và xin anh em lưu ý giúp là khi mà cái tôi làm cái này này, là tôi gửi bắt đầu từ sáng ngày mai đến ngày 20 âm giáp Tết đấy, thì tôi sẽ ngừng chuyển. Ok anh em. Đây này, khi ở trong một thùng hàng này thì nó sẽ một thùng này thì nó sẽ có 20 bộ lăng xê và 2 kg mồi và kèm đĩa, và kèm cái đĩa DVD hướng dẫn của tôi. Cái này là đĩa bản quyền của tôi. Ok anh em. Và một cái thiệp chúc năm mới, 20 bộ lăng xê và một đĩa DVD hướng dẫn full trộn mồi đi câu, và thiệp chúc năm mới và 20 bộ lăng xê 1 cân mồi. Và xốp thì tôi vẫn cứ cho xốp vào để cho nó đầy hộp. Ok anh em, và bây giờ tôi sẽ đóng hàng lại. Khi mà anh em thực sự thì cái đĩa DVD này thì tôi hướng dẫn tôi nói rất chi là tỉ mỉ rồi. Chắc chắn là anh em không còn một cái gì thắc mắc nữa trong cái video đĩa DVD này. Và tôi chỉ làm đúng có 10 thùng thôi. Với cả cái số lượng đồ mấy cả hàng tôi nhập nó cũng chỉ áng chừng, tôi sợ còn không được 10, nên là đến đâu được đến đâu thì anh em thông cảm cho đến đấy. Ok anh em.
Cái thời tiết ở Hà Nội này thì nó mưa liên tục rất lâu rồi. Và lạnh, nhiệt độ nó chỉ mười mấy độ thôi. Hay hôm nào căng lắm là nó chỉ gần 20 độ. Anh em thấy dạo này kênh nó có rất chi là ít video, bởi vì thực ra là ngoài này nó mưa, Hà Nội nó mưa và rất chi là lạnh, nên là tôi máu tôi thì là máu lạnh. Nó ra hồ rất chi là lạnh, không chịu được. Ok anh em. Đây khi mà combo này cứ đến thùng nào thì tôi sẽ dán thùng đấy, là nó sẽ theo thứ tự. Chắc chắn là nó chỉ có 10 thùng thôi. Tính đến thời điểm hiện tại hôm nay thì tôi mới chỉ làm được 4 thùng. Còn tôi sẽ chuyển từ đây đến hôm 20 âm. 20 âm có nghĩa là nó chỉ rơi vào khoảng hơn 20 ngày nữa. Thì anh em nào lấy thì tôi sẽ chuyển. Và ở đây thì có hai anh em lấy lôi. Lấy rồi thì vị trí là ở đây nó chỉ còn 8 đơn hàng nữa. Mà ví dụ tôi giả thiết như kiểu là tôi mà làm mà không đủ thì anh em cố gắng thông cảm. Và trong cái thùng hàng này thì tôi xin nói lại, thùng hàng này nó là khi một cái thùng combo của tôi thì nó có giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu là 20 bộ lăng xê là đã 1 triệu rồi, và 4 cân mồi. À, 2 cân mồi nó là 400.000. Thế là 1,4 triệu. Phí ship thì anh em vẫn phải mất. Có nghĩa là 1,4 triệu một thùng này thì anh em sẽ có tất cả những cái thứ trong này. Đó. Có một số anh em có thể là công nhân hoặc là sinh viên mà các bạn không thể có điều kiện để mà mua được ấy, thì anh em có thể là hai ba người mua chung và về thì chúng mình chia ra thế thôi. Nó chỉ là đơn giản. Cái này nó khác ở những cái khác là khác tất cả những cái đơn hàng trước, đấy là hướng dẫn full, không che giấu bất cứ một cái gì cả. Nó là cái clip khóa và tôi tặng theo đĩa DVD để hướng dẫn anh em trộn mồi thế thôi. Anh em nào mà lấy thì anh em nhớ xem video thì đừng có tua nhé. Anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho tôi sẽ tự động liên hệ. Khi mà hết 10 đơn hàng thì tôi sẽ có thông báo trên kênh cho anh em và xin phép là dừng. Và tôi sẽ vẫn chuyển phát, trong cái quá trình này thì tôi vẫn chuyển phát lăng xê bình thường. Ví dụ như kiểu là 3 4 bộ gì đấy. Ok thì tôi vẫn cứ chuyển đi. Còn cái combo này là khác, combo này nó chỉ có 10 đơn hàng thôi. Ok anh em. Bất cứ một anh em nào thắc mắc gì thì có thể liên hệ với tôi. Và trong này thì nó có đầy đủ tất cả các thứ, số điện thoại rồi hướng dẫn rồi thập cẩm chi khơn, không thiếu một cái gì cả. Ok anh em. Cái chỗ mồi này thì nó anh em về sẽ câu được khoảng tầm 3 tháng. 3 tháng đấy là người đi câu nhiều thì sẽ câu được khoảng 3 tháng. Và lăng xê thì anh em bảo quản tốt thì 20 bộ thì anh em có thể dùng cả năm rồi. Ok. Đối với tôi thì có thể là tôi chưa vứt ra khoảng 3 buổi đi câu thôi. 2 buổi đi câu. Tôi sẽ lấy được một cái thùng hàng này. Còn anh em thì tùy. Hiện tại thì có hai bạn. Ok. Thì như tôi làm đấy thì tôi để dư tôi trộn dư cũng khá nhiều. Anh em nào lấy thì cứ liên lạc với tôi. Tôi xin nhắc lại thì trong cái chuyển phát bình thường ấy, nó không phải là combo thì vẫn có hướng dẫn ở đây. Thế nhưng mà hướng dẫn đấy là nó đánh vẫn lên cá nhưng mà nó không phải là clip full, không phải là hướng dẫn full của tôi. Ok anh em. Đấy. Và tôi đang làm thùng thứ 5. Khả năng là sẽ mất 5-7 ngày nữa thì tôi mới có thể làm hết được, thuận lợi thì tôi mới có thể làm hết được 10 thùng. Ok anh em. Ở đây thì còn đây thì vẫn còn 6 này. Thực ra thì tôi muốn livestream nói chuyện với anh em về cái vấn đề này cả, thế nhưng mà hôm trước thì nghịch dại.
Nghịch giải có nghĩa là khi mà cái trận đá bóng của Việt Nam với cả Philippines ấy thì tôi có bỏ cho tôi livestream. Livestream thì cái kênh của tôi nó bị người ta cấm livestream trong vòng 3 tháng bởi vì vi phạm bản quyền bóng đá. Nên là rất chi là đen, nên là tôi không thể livestream trò chuyện được với anh em. Nên từ giờ đến Tết thì tôi sẽ trước khi mà nghỉ thì tôi sẽ có cái clip tôi làm chúc Tết anh em. Mong anh em cố gắng theo dõi ủng hộ kênh. Ok, chào các bạn.